khi mới 18-20, mình nghĩ rằng bản thân còn rất nhiều thời gian ở phía trước, mọi thứ cứ thong thả làm, thong thả tích lũy. Rồi khi gần 30 thì mình mới thấm như thế nào gọi là thời gian 10 năm nhanh như một cái chớp mắt. Mình bắt đầu sợ việc già đi. Nhưng mà còn sợ hơn đó là nếu như mỗi ngày trôi qua mà sự thay đổi chỉ là mất đi một chút collagen hay là mất đi một ngày trong cuộc đời mà không có thêm điều gì giá trị hay là ý nghĩa. Mình luôn quan niệm những gì mà mỗi người có giống như một chiếc bánh hình tròn. Nếu như một thứ gì đó mất đi thì phải có thứ khác đầy hơn để bù lại, để chiếc bánh luôn vẹn tròn. Bởi nếu như khuyết thiếu thì chúng ta sẽ dần mất đi sự tự tin vào bản thân mình. Mình thích một câu nói rằng theo thời gian, sự căng đầy trên gương mặt của người phụ nữ sẽ chuyển dần vào khối óc và trái tim. Đó là những người mà càng tiếp xúc, càng trò chuyện, càng hiểu họ thì càng thấy họ đẹp. Và mình mong muốn trở thành một người như vậy. Mình tin là sách sẽ là một phần không thể thiếu để có được điều đó. Thế là một thời gian mình cố ép bản thân đọc sách để lấy chỉ tiêu. Và chính vì sự gượng gạo nên là không duy trì được bao lâu. Và thời gian gần đây mình bắt đầu quay trở lại với thói quen đọc sách, nhưng với một tâm thế tiếp cận hoàn toàn khác. Mình muốn được hưởng thụ khi mà lật dở từng trang sách. Mình đọc sách mọi lúc, mọi nơi, mỗi khi mình muốn. Khi đi cà phê, khi ở nhà, ở khách sạn, hay là sân bay trong lúc chờ đợi. Rồi chủ đề thì cũng đa dạng hơn trước rất nhiều, từ những sách phát triển bản thân, sách kỹ năng, sách tâm lý, tư duy logic, sách về sức khỏe, và tất nhiên là không thể thiếu những trang tiểu thuyết nữa. Và từ sách thì mình nghĩ rằng không chỉ có thêm kiến thức mà còn là những cảm nhận, thấu hiểu về chính bản thân mình và tất cả mọi điều đang diễn ra xung quanh, cho mình rất nhiều đáp án cho những câu hỏi mà trước đây còn bỏ ngỏ. Và mình mong muốn sẽ được chia sẻ với các bạn những điều mà mình đã đọc được, đã học được từ những trang sách theo cách riêng của mình.